nó đây các bạn. Em chưa. Nó dưới là nó sạch. Nào bắt đầu căng thì phân nó nhỏ đẹp rồi. Nhà mình cứ đổ cám ra cái lọ này cho nó dễ. Con phân to này thì chưa căng, còn con phân những con phân nhỏ này là căng. Tí tí. Tuột nàng. Đây đang tắm ở chúng nó ngoài này đây các bạn ạ. Rồi, giờ dám dọn dẹp tiếp cho chú đấy.